Vâng, xin được kính chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Tomeo. Hôm nay em giới thiệu đến anh em một cái dòng vang cơ lai số mới nhất năm 2024. Đây là một cái dòng vang thương hiệu đến từ đất nước Mỹ, vang ETC, mã của nó là HK300 Plus. Đây là một cái dòng vang cực kỳ là hay luôn, một cái dòng vang chống hú cực kỳ là tốt, echo vang nhại rất là mượt. Và đây là một cái dòng vang nó được tích hợp đến 4 chế độ chống hú em nhé, đến 5 cái mức nhạc để anh em chơi. Ví dụ như đây, em bật thử cho em xem. Thì cái EQ của nó được tích hợp đến 5 cái chế độ nhạc, một là classical này, thứ hai là nhạc pop này, thứ ba là nhạc rock này, và thứ tư là nhạc jazz. Và tiếp theo nữa là đến nhạc vocal. Đây, rất là nhiều các thể loại nhạc tích hợp sẵn ở đây, để cho anh em vừa nghe nhạc, anh em vừa hát karaoke với một cái chất lượng tốt nhất. Và đặc biệt đây là một cái dòng vang nó được tích hợp thêm những cái hệ thống đèn led nháy ở đây cực kỳ là đẹp luôn. Cái màn hình của nó là một cái màn hình rất là to. Và ngoài ra size của nó là size 1.5U nhá, nó dày gấp rưỡi so với những cái con vang bình thường. Và đây là một cái dòng vang cực kỳ là dễ chỉnh. Và hôm nay em sẽ để cho anh em 10 con này với một cái mức giá rẻ nhất thị trường cái thời điểm hiện tại bây giờ. Bỏ qua cái mức giá liêm yết nó rất là cao, và em sẽ để cho anh em với một cái mức giá gần như là gốc, để cho anh em trải nghiệm một cái dòng vang mới năm 2024. Anh em mà xem video đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em nút like. Nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo. Và như thường lệ, em sẽ giới thiệu qua với anh em một chút về cái phần hình thức, và tiếp theo nữa là em sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng cái con vang này nó như thế nào. Tiếp theo nữa là em sẽ báo giá luôn. Cái thời lượng em làm rất là ngắn thôi, thế nên anh em xem kỹ sẽ là một cái con vang như thế này với cái mức giá như vậy thì nó có hay không em nhé. Và bây giờ em sẽ giới thiệu qua với em một chút về cái phần hình thức. Thì đây là một cái dòng vang hàng chính hãng thương hiệu đến từ đất nước Mỹ, vang ETC, mã của nó là HK300 Plus. Đây là một cái dòng vang được nhập khẩu chính hãng nhá. Và trên một cái con vang hàng nhập khẩu chính hãng thì bao giờ nó cũng có cái tem bảo hành điện tử. Và ngoài ra thì nó có một cái mã cào đấy em chưa. Đây là một cái mã cào để xác thực cái sản phẩm chính hãng của ETC. Và ngoài ra thì nó có cả cái tem design của USA, một cái công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn của Mỹ. Và đây là một cái dòng vang cơ lai số mà em mới về được ngày hôm qua, và hôm nay em giới thiệu luôn anh em. Đây là một cái dòng vang được thiết kế với một cái hình thức cực kỳ là đẹp. Nó được thiết kế là một cái chiều dày size 1.5U. Và ngoài ra thì cái vang này nó được hiển thị rất là nhiều các cái hệ thống đèn led ở đây em chưa. Rất là nhiều các cái hệ thống đèn led nhảy ở đây. Và một cái màn hình LCD cực kỳ là to ở giữa đây, giúp cho anh em dễ quan sát. Và nó thực sự cái giao diện của cái dòng vang này là cái dòng vang đẹp nhất từ trước đến nay em bán luôn. Về cái hình thức thì nó đã đẹp như vậy rồi, thế còn về chất lượng cái âm thanh cũng như là về cái tiếng mic thì nó ra sao? Bây giờ em sẽ thử cho anh em nghe cái tiếng nhạc của cái con vang này một lần nữa. Em bật to lên đây ạ. Đấy, thực sự là anh em là cái nhạc của nó nhá, cái tiếng bass cực kỳ là chắc luôn. Đấy, và cái chép thì rất là leng keng. Và bây giờ em sẽ thử cho anh em nghe cái tiếng mic của cái dòng vang này xem nó như thế nào. Và em cũng đã lắp sẵn vào một cái tai mic đây rồi. Và bây giờ em sẽ thử alo để em nghe. 6 7 1 2 5 6 6 7 6 7. Vâng, cái tiếng mic của nó thì echo cực kỳ là mượt và dì vợt rất là vang luôn. Và cái dòng vang này thì nó chống hú cực kỳ là tốt. Em ngồi ngay sát loa đây em nhé. Em ngồi ngay sát loa đây nhưng mà gần như là không có tình trạng là bị hú rít. Cũng có thể là do một phần người thợ chỉnh thôi, nhưng mà đa phần những cái dòng vang này thì nó chống hú cực kỳ là tốt. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng qua một cái dòng vang này nó như thế nào. Thì anh em nhìn thì nó như thế này thôi, nhưng mà thực sự sử dụng thì nó rất là đơn giản. Đầu tiên anh em hãy để ý giúp em này. Nếu như em muốn ấn vào to nhỏ tăng giảm volume của mic thì em chỉ cần ấn vào cái chữ mic này và anh em vặn lên, em thấy chưa? Hãy vặn lên. Còn nếu như anh em muốn tăng giảm effect, anh em chỉ cần ấn vào chữ effect này và anh em vặn. Và tiếp theo nữa là anh em ấn vào cái chữ nhạc này để anh em tăng giảm cái volume của nhạc em ấy ạ. Đấy, anh em cho nhỏ lên cũng được và tăng lên cũng được. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Còn là nếu như em muốn tinh chỉnh một chút thì ví dụ anh em muốn nghe nhạc pop thì anh em chọn về chữ pop. Thích nghe nhạc rock thì anh em chọn về chữ rock. Anh em chỉ việc ấn vào chữ EQ thôi. Đấy, nhạc jazz đây, nhạc nhẹ nhàng đây. Và tiếp theo nữa là nhạc vocal. Đấy, rất là đơn giản. Còn về cái chế độ chống hú em thì chưa? FBX, đây chính là cái nút FBX đây, em chỉ cần ấn vào đây thôi. Nó có đến 4 cái chế độ chống hú, thì anh em mà muốn chọn cái chế độ nào thì anh em chọn. Thừa theo em thì anh em nên chọn ở cái chế độ 1 này thì nó cũng đã chống hú cực kỳ là tốt rồi. Và ngoài ra thì có các cái cổng, ví dụ như cái cổng mode ở đây anh em ấn chưa? Đấy, khi anh em chọn với cái cổng mode đây thì nó sẽ ra cổng quang này. Anh em ấn tiếp lần nữa nó sẽ ra cổng coaxia này. Đấy, và tiếp theo nữa là đến cổng AUX 1 và AUX 2. Những cái này thì anh em cắm cổng nào thì anh em chọn cổng đấy. Và bây giờ em đang chọn ở cái cổng Bluetooth ở đây.
Còn về cái phần cắm cái vang này thì nó cũng rất là đơn giản. Bên em sẽ tặng kèm cho anh em những cái dây cắm như thế này. Về anh em cắm hộ em vào cổng R và cổng L em nhé. Anh em cắm hộ em vào cái cổng R và cổng L. Đây, cổng R đây, đây chính là cổng R này. Hay vào cổng L. Còn là cái tín hiệu vào thì anh em cắm vào, một là cổng AUX1, hai là cổng AUX2. Thì anh em cắm hộ em vào cổng AUX1 ở đây, em sẽ chọn sẵn cho anh em là cái cổng AUX1 như thế này. Còn nếu như em cắm vào cổng AUX2 thì anh em chỉ cần chuyển về cái chế độ ấn vào cái chữ mode ở đây và chuyển nó về AUX2. Còn nếu như anh em muốn cắm cổng quang thì anh em chỉ cần ấn vào cái chữ mode để cho nó chuyển thành cái cổng quang em nhé. OPT, đây chính là cái cổng quang này. Đấy, thực sự những cái này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Và ở phía sau của mỗi cái vang thì nó đều được sử dụng một cái cầu chì này để tránh cái tình trạng là quá điện áp và nó sẽ gây cháy cái vang. Và cái cầu chì này thì nó sẽ bảo vệ cái vang khỏi cái tình trạng là bị chập cháy em nhé. Và những cái nút tinh chỉnh ở trên cái vang này thì cũng rất là dễ. Ví dụ như anh em muốn chỉnh effect thì cũng có rất là nhiều các cái chế độ. Ở đây em ấn cho anh em xem. Thì đầu tiên là về cái âm lượng của effect này, thứ hai là về chép của effect này. Đấy, mid effect, đấy, bass effect. Tiếp theo nữa là đến revert time, đây chính là cái thời gian của revert này. Anh em chỉ việc nhấn và xoay thôi em nhé. Đấy, và tiếp theo nữa là revert volume, đây chính là cái âm lượng của revert. Và ngoài ra thì nó có chế độ delay này, delay chính là cái lặp lại của cái echo. Tiếp theo nữa là đến repeat, repeat chính là cái độ ngân của cái echo em nhé. Và tiếp theo nữa là đến cái cổng echo LBS, thì đây là cái cổng mà cái độ led của cái echo nó rõ ràng hay không, là anh em ấn vào cái chữ ELBT này. Và tiếp theo nữa là đến cái chế độ còn rất là nhiều các cái chế độ để em ấn cho em xem. Đấy, delay này, repeat này, FLBT này. Đấy. Và ngoài ra thì nó có cả chỉnh về cái tỷ lệ giữa echo và revert. Thì anh em nếu như muốn tăng echo thì anh em chỉ cần vặn về bên tay phải, và anh em muốn giảm echo thì anh em chỉ cần ấn vặn về bên tay trái thôi. Đấy, thì nó sẽ tăng giảm cái chế độ giữa echo và revert. Và cái dòng vang này thì nó có một cái rất là hiện đại, đó là cái chế độ là chỉnh tông mic em nhé, chỉnh tông mic. Thì đây là cái chỉnh tông mic này. Đấy, key mic chính là cái chỉnh tông mic. Ví dụ như anh em muốn tiếng bình thường thì em chỉnh về 0. Còn nếu như em muốn chỉnh về một cái tiếng nó méo mó hoặc là nó nét hơn thì anh em chỉnh về cái tông mic. Đây em thử cho anh em nghe. Đây là cái chế độ là tông không bình thường này. Và tiếp theo nữa em chỉnh cho anh em về cái chế độ tông 10 xem nó như thế nào. Bây giờ em thử tiếng cho em nghe. 6, 7, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6,
này. Và bây giờ em lại chỉnh tiếng bình thường cho anh em. 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 6 7 1 2 6 7. Đấy, nó có cái chỉnh tông mic này rất là hay luôn em nhá. Anh em nào mà muốn tiếng nó vui vẻ, nó tăng cái tông lên thì anh em có thể chỉnh cái tông mic này. Và những cái con vang như thế này thì thực sự anh em nó quá là dễ chỉnh luôn. Anh em chỉ việc ấn và xoay thôi, nó rất là đơn giản. Còn về cái phần nhạc này thì anh em nhìn chưa, nhạc đây. Đấy, thì nó có chỉnh bass, treble, mid của nhạc này. Và ngoài ra thì chỉnh sub này. Đấy, chỉnh sub G, sub L. Đấy, rất là nhiều các cái chức năng ở đây anh em có thể về em nghịch. Và thường thì những cái con vang như này thì em sẽ cài đặt sẵn cho anh em rồi, về gần như em cũng không phải dò, không phải chỉnh gì với em nhá. Và một cái con vang như thế này, cái giá liêm yết của nó khoảng từ 2,2 triệu đến 2,3 triệu một cái con vang như này. Và hôm nay thì bên em sẽ để cho anh em 10 anh em đầu tiên với một cái mức giá tốt nhất có thể, bỏ qua cái mức giá là hơn 2 triệu. Hôm nay em sẽ để cho anh em chỉ còn 1.450.000 nhá. 1.450.000 em được sở hữu một cái con vang ETC hàng thương hiệu chính hãng. Mã của nó là HK300 Plus, mẫu mới nhất năm 2024. Cái dòng vang này thì anh em về anh em chỉ việc tăng giảm thôi, nó rất là đơn giản và những hệ thống đèn led thì nó cực kỳ là đẹp. Chỉ với 1.450.000 em được sở hữu một cái con vang cực kỳ là chất, vang nhại hay, chống hú tốt và đặc biệt rất là dễ chỉnh, hình thức thì quá là đẹp. Anh em nào chốt được cái con vang ETC HK300 Plus này với cái mức giá là 1.450.000 bao ship, tặng kèm đầy đủ dây jack bảo hành 12 tháng thì hãy gọi điện cho em theo cái số là 0369 79795 hoặc là 0912 79795 nhá. Cái số lượng em giảm hạn chế này chỉ có 10 con thôi. Anh em không nhanh tay thì anh em sẽ phải mua với cái mức giá là 2,1 triệu đến 2,2 triệu em nhá. Anh em xem video nếu như mà thấy vang đẹp, vang rẻ, vang chất thì vui lòng ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em nút like. Nếu đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Xin kính chúc toàn thể anh em luôn luôn mạnh khỏe bình an. Em dừng video tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại.